Hello anh em, và chào mừng mọi người quay trở lại với Tướng Mang Thêm Trang Bị Tối Đa. Lâu à, lâu đầu game à. Lâu đầu game anh em ơi. Sợi 2 trên 3 nè. Sợi 2 trên 3 nè. Tướng mình đâu? Ok, nó cần mình hạ bán 2T nhé. Tướng mang thêm trang bị tối đa thì chắc là mình sẽ đánh thú chăng? I guess so. Ngon nhỉ? Master of the secret martial art. Look upon my master of the secret martial art. Ngon ơ nha mày. Ngon đét. The floor đi. Này là quá uy tín rồi nhá. Không gì uy tín hơn nữa. Con rat đi, con rat trông uy tín đấy. Con này mình thì bán lâu đi, mình mua con 2T về thay. Mà thôi, chơi chuỗi thắng yên tâm một tí. Chấp nhận mất thoát thế vàng nhé. Chuỗi thắng này. Thế độ vào nhau lấy đồ rồi ra anh em cũng cần khá nhiều máu này. Thì yên tâm tí. Hunter tài lên 29 vàng, vẫn là 40 vàng, hơi chậm một tí, thọt mất khoảng 4 vàng gì đấy, 4 vàng 6 vàng gì đấy. Pha này là 12, chuỗi tháng 3 là 13, vừa đủ 40 luôn em ạ. Nếu thắng em có lý do gì để thua nhỉ? Các thấy lý do gì để thua nào? À đây, gặp đúng lý do để thua rồi. From mình phải xin được cơ em ơi. Ngon quá, from mình xin được. Mày quá bị OT trượt nữa. Nói ra mình không phải lý do để thua bạn kia là 40 vàng vừa đủ. Ok, thế mọi chuyện kết thúc lại bị bão vừa đẹp. Hơi thọt tí, thế à, giờ này phải 46 hay 44 vàng rồi. You were a hunter. The fragrance of romance is truly intoxicating. Ho, gì này? Ê, một con thêm một con ma lốc ở hợp lý đấy. Chơi thú một thêm một ma lốc là hai cái này là mắc pin này. Được đấy nhờ. Được của nó nhờ. Chứ em còn ý tưởng gì hay ho hơn là một thú một thêm không? À đâu, một ma lốc một thêm không? Hunter.
more the merrier. Flow thì hơi phí nhỉ, cho flow cũng hơi phí. Một con sát thủ thì ngon, kẹp ném trong sát thủ đó. Bây giờ con này này, con này cho con quy blend đó, theo con flow cũng được kích. Con quy blend được thêm 40 mana, nó xuống chém một phát nữa. Ok. Cần mình bán Amelie đi nhá. Chắc là ok nhỉ. Chọn cái kem, chọn cái kaka. Ok. Rác đâm. May đâu. Chân của ta quả rèo, hôm nay cái điều ta đang phóng. Sớm nhờ. Luôn ứng nhỉ, cho vào luôn được không nhỉ? Luôn anh em ơi. Dù không đáng bao nhiêu nhưng mà luôn đi làm xong vội. Thấy thế nhờ, mất công lên nó cũng không gỡ được cái chuỗi. Nó không giữ được cái chuỗi em. Thần giờ mới ra. Em thật. Ok. Thần giờ mới ra. Chỗ này hơi hơi lục. Lau hay là ma lốc nhỉ? Lau hay ma lốc nhỉ? Ma lốc. Lau uy tín. Có nhiều sát thủ ở dưới không? Con lau này cũng là một con uy tín đó. Lau đi. Mà lốc nhảy một phát. Lau ném chiêu nhiều phát, nhiều hướng. Yêu đấy nhảy được quả đấy ngon đấy, đánh thường một phát nào, thường hai phát
mất liềm mất các thứ đấy mà nó không chịu chết. Cay. Mình chắc không liềm gai gì đó, liềm. Chứ chẳng kể lấy cái này anh em. Chứ chẳng nhẽ lấy cái đấy đúng không ạ? Sao chúng ta thì cầm cái đấy được? Xếp là quả tướng buồn cười gây hết. Ui mà lốc nhảy vào đấy. Xiên. Cái thế của đấy mà lốc bất nhảy anh em. Thôi rồi mấy thằng Noman này phải đi thôi. Noman này sắp phải đi hết thôi. Chữ ba ấy, chữ tôi bốn, chữ tôi năm luôn nhỉ. Chưa biết thua được không nhưng mà chắc là thua đấy em ơi, chồng mấy bạn này khỏe. Thôi em bán nữa nhỉ, chỗ thua năm luôn nên nó nhìn nó sạch đẹp. Ổn phát. The universe. I will see my destiny to the end. You ready for this? Okay. Ok. Hey QC, quên QC đó nha. Em floor đi. Teo con sói không cần roll đâu. Chơi ma lốc thôi. Magic pervades everything. Shall I compare thee to a summer's day? I will see my destiny to the end. Magic pervades everything. Magic pervades everything. Mà lớp mình đang không có cho, mình không dám cho đứng lên trên anh em ơi.
làm cho nó đứng xuống dưới như một con hèn hạ. Ngắt chuỗi ở đây rồi. Đêm dài lắm mộng. Teo này chắc cứ rôn rôn lên chín mà có khi tìm ra teo này. Chạy tướng dạng không xấu lắm. Đánh được, họ đánh được. À, quên mất cho này vào, mình bị mất ma tộc này. Mình sẽ bỏ đấy ra. Con teo này thế. Mất ma tộc hơi phí. Cái này kích hệ em luôn trên. Có thể tìm con thú à? Đó là con thú mình cần. 10 điểm chưa ạ? Sữa luôn. Ô, sao mà lúc mình làm sao vậy? Nhảy đi em chứ. Ồ, sao em không nhảy? Why don't you dance? Dance! Trời ơi, dance đi em. Ô, sao ở đấy mà lúc không nhảy nhỉ? Câm lặng à? Hay thiệt đó, đây nhá. Nakot nó câm lặng, ai. À, nhảy ở chết tươi rồi. Long lấy cái giáp bộ mệnh nhỉ, hơi khó nhỉ. Đúng là hơi khó lấy cái giáp bộ mệnh bên này. Gây đam bên kia đi. Shall I compare thee to a summer's day? I will see my destiny to the end. Trong này chưa bị tí nào đâu anh em, có thêm con thê nhưng con gì đâu. Mẹ một choi nó khổ quá anh em ơi. À, không có Malok này đứng trên được, phải cho Malok đứng xuống dưới rồi. Tự tin quá, tự tin Malok đứng trên quá, cùng không thành công. Nốt nốt nốt. Mà lốc được xuống dưới nhé. Xuống dưới thôi. Trên khổ quá, hai trận đều khổ. Theo ông đi đẹp này. Nó đứng dưới phải chơi an toàn này không? Khăn hồ đứng lên trên làm gì đâu anh em. Trên dễ chết lắm. Trời á, trời á. Chuyển đứng trên mặt nước bao nhiêu cơn sóng. Tao quạt réo. Xong rồi thêm một shot ơi, thêm một thêm. Lúc chưa có thêm thì mình chơi tạm món Florentino. Chắc không có đồ cho teo thì mình sẽ để bỏ con teo đi nhá. Mình sẽ bỏ con teo. Đắt thống cổ à, nên su. Không thích lắm. Eco tí không? Eco một chút cũng được. Chứ mình bỏ con teo đi. Không thích chơi teo. Không thích chơi teo. Cần là kia. Chỉ bỏ cái này đi. Floor đi. Floor con teo này. Truy hồn này cho ma lốc nhé. Và một cái đồ của con quét này cho floor. Đối thủ thì các thống khổ đi. Và sẽ tái tạo cho con floor vậy.
Không thích chơi teo trận này lắm. Thấy thú cho con floor. Lúc nào kia khá là khó chết. Anh ok. Justice reigns supreme. Còn sấy thẳng con cát mình không làm gì được kìa. Nhiều choáng thật. Gặp đúng nhà counter mình. Nhà counter mình quá. Thên, bây giờ đổ đồ thên nhá. Thên lại có một cái này, một cái hai kết này. Đồ thủ cho con Malok. Thêm một mana sách thánh. Con cát. Nhầm. Đi luôn. Đó, cái thú thì cho con Ven. Quét 2 truy hồn. Thêm kia trông hơi mỏng nhỉ. Cái này bên dưới đi. Con đi bộ lên vậy. Chậm chạp thôi. Này cứ cho con lốc được và crack đi. Đó là con kia của mình. Thêm bổ được một phát không? Ôi giời ơi, không con nào bổ được vậy. Con cát này, nhảy hết đi. Nhảy ba đi. Má hai con teo này khó chịu thật đấy. Vãi cả nhái ạ. Con gì được luôn mà. Choáng nó điên đầu luôn mà. Alo cũng hết rồi. Cái này dở nhé anh em nhé. Cái dở thật đấy. Em đi rắc phát. Đi rắc phải con cát 2 phát anh em. Đã, sao đến giai đoạn dở rồi. Con cát 2 trước nhá, đi rắc này khóa lại. Đi lim cho vào sau một hiệp. Chắc là sau mấy hiệp ấy chứ anh em. Cắt 2 nhé. Thền sẽ chết hơn. Một bộ. Được một bộ. Ma lốc một nhảy. Trận này khó nhỉ. Mặc dù mình backup full nữa nhưng mà khó thật, trận này ai cũng đánh. Hết tiền. Hết tiền, không cho là con direct vào. Ok. Ok. Yon ba cái trông nó khét lẹt quá anh em ơi. Sao con kia nó chết luôn rồi vậy? Ai giết được bạn trẻ này không vậy? Ít đấy. Nó cắt một thôi mà nó vãi cái tim mình. Anh thật. Nó choi. Chìm trong biển lửa. Justice reigns supreme. Ok. Quét được thêm tanh bên kia đi. Hai con tanh hai bên đi. Phải có một cái choi cơ anh em ơi, mình phải cho một con gì đứng lên trên. Thì kiểu con thên bổ được mấy phát nó bụp luôn. Đập là mặt mấy thằng cu kia luôn. Bổ chết con Yon luôn anh em ơi. Nhưng không mình trận này khó lắm, mình cũng có thên 2. Em có tưởng thêm con Lily vào đã này. Để con thên 2 mình ném thẻ thú sang cho con kia, Vera.
Ừ, mình nghĩ thế thì khí cũng chết trước ấy. Con cát này tanh tốt. 5 tiền. Hơi nghèo, hơi nghèo, hơi nghèo rồi. Vãi trưởng lại không đủ tiền ạ. Ok, lên tiền này trước đi. Đi kệ bàn đi. Vera thử này, thêm 2 này. Thẻ thú tăng cho con Vera. Thêm 2, 2 đồ kia đủ đủ để nó chơi không? Từ từ đứng lên trên không? Chúng cũng chưa dám lắm nhỉ. Về dưới đi. Vera tập đánh cho Vera nốt đi. Không khác chuyển đồ kia thôi. Vera đánh thường nhiều cũng tính. Chúng con quỳ sợ thế. Có nào đẩy con quỳ ra nhỉ? Quỳ xuống đấm là 2 mất. Bên bổ thì em, ôi dồi ôi, em đi 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 bộ bộ thôi, cứ đi bộ thôi, bị con này điên thật. Một bổ, hai bổ nào, hai bổ, ok, ba bổ nào, ba bổ nào. Bổ đi em ơi. Chịu rồi anh em ơi. Kiểu không không giết được con cát này xong rồi nó cứ trừ máu mình dần dần ấy, mình không làm gì được. Mai quả thê nó cứ đi bộ đi ta, anh tinh vô pha vẩn. Cười thật đấy. Thêm một cười quá. Ôi chịu anh em ơi. Một choi. Còn gặp quả Yon với quả Yon cho cũng đáng sợ. Yon này counter mình này. Nhà này thì mình cũng được nhá. Sợ đúng cái nhà Yon này thì gặp nhà Yon. Xong con quy đi xuống nó đấm cho con Malok con thêm mình nó đần cả người luôn. Mà mình không cho nó lên trên. Bởi vì cho lên trên mình sẽ bị con Yon này choáng. Trừ khi con thêm mà nó hên xui nó bổ được là con Yon đấy chết. Nhà này mình không sợ lắm, nhà này mỏng dính. Này không, nhà này mà giết mình trước thì mình mỏng dính, nhưng mà team mình có hai con thên mới là hai con Malok trâu á. Hơi tiếc, cũng hơi tiếc cái này đấy. Ô vậy thôi anh em ơi, team mình đã kết thúc rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh trong clip lần sau.